Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Vanna MVS. Như các bạn biết thì Vanna cũng đang ở California. Và bây giờ Vanna đang trên đường đi tới quán của nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Tâm. Vanna cũng được nghe về quán này nhiều cho nên bây giờ cũng muốn đi thử cho biết. Và bây giờ mình đang ở trước quán của Việt Hương và Hoài Tâm, hay còn gọi là Hương Quán. Mình không thể chần chừ nữa, chỉ muốn vào đó thôi. Còn nhìn gì nữa? Đi theo mình nè. Ủa? Ngồi đây ăn? Ủa? Ngồi đây ăn hả? Hả? À, mình đang ở trong quán Việt Hương. Đây có món gì đây? Cái nhà ready chưa? Ok. Hai cái hủ tiếu này rõ. Rồi, hai hủ tiếu này rõ luôn. Đây là tiệm của nghệ sĩ Việt Hương. Đây, cái chỗ cashier nhìn dễ thương ha. Mọi người ở đây dễ thương lắm. Vừa vô là chào hỏi, rồi mình hỏi là có được quay phim ở đây không? Thì mọi người rất là vui vẻ và tạo không khí thoải mái cho tụi mình. Hôm nay á, may mắn là mình là người đầu tiên tới đây. Canh đúng 10 giờ để vô đây cho nên mình là người đầu tiên ở tiệm này. Đây, ở đây có special menu. Ở quán này còn có nào của Trường Giang không? Trường Giang hay Việt Nam? Có là Việt Nam thôi. Ở đây được bao phủ bởi những dàn chanh dây này á, nhìn nó khá rậm rạp và mát mẻ. Trong cái dàn này mình lâu đời lắm. Lúc nãy mình vô mình có thấy cái chanh dây nữa. Có bên này MBS. Ừ, thank you. Dạ, quán của anh Tâm. Anh Tâm thì ở đây. Giờ còn chị Hương thì lâu bên này. Bên này MBS. Ủa, nếu như vậy thường nghệ sĩ Hoài Tâm hay tới đây á là... Dạ, Hoài Tâm thì anh ở đây cả ngày, nhưng mà hôm nay anh đi về Việt Nam 10 ngày thôi để đóng phim gì đó. Đóng phim. Dạ. Vậy là mình lỡ. Dạ. Thank you. Dạ, thank you. Trước khi đợi đồ ăn ra thì bên nào gọi mì đá me. Thank you. Mình nghe nó là tiệm của nghệ sĩ Việt Hương thì có vẻ là cái gì đó hoành tráng lắm, nhưng mà nó cũng bình dân, thân thiện. Xào giòn của mình nó mới ra. Thank you. Đây là mì xào giòn của mình. Wow, mọi người có thấy khói bốc lên cao không? Hình như bây giờ là nhiều quá so với mình. Nhiều quá. Là nhiều lắm luôn á mọi người ơi. Wow, sáng thích chờ đồ luôn. Ba của mình ăn á thấy thích quá, cho là tối nay order thêm để mang về nhà nhậu. Ở đây bán cũng nhiều đồ nhậu, thấy nhiều đồ nhỉ. Nhưng mà hình như cái món này có cho rượu nhỉ. Con vô con thấy mùi rượu.
không có thích ăn rau. Nhưng mà món này mà không có ăn rau á, không có rau thì không được. Mùi vị đậm đà. Một phần này nghĩ chắc hai người ăn. Vậy là Vanna đã xử hết một dĩa cua luộc chiên giòn ở đây. Nhà mình đã ăn no nê say sưa. Giờ mình đang bước ra khỏi quán Hương. Lúc nãy mình có nói về cái dàn chanh dây này á, thì mình có thấy mấy trái ở trên đó. Để mình chiếu gần cho các bạn xem nha. Mình cũng được biết quán này của nghệ sĩ Hoài Tâm, và bình thường tới đây sẽ gặp anh ấy. Nhưng lần này xui là Hoài Tâm mới về Việt Nam, cho nên mình không có cơ hội gặp và nói chuyện với anh được. Video của Vanna tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like, share và subscribe cho Vanna nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của chuyến đi này. Bye bye!